nhóm đối tượng nguy cơ cao. Đây này, bạn đã nói trước luôn này, đúng không? Cái nhóm mà nguy cơ cao về đuối nước, thứ nhất đó là trẻ em, được chưa? Đầu tiên là trẻ em, rồi đến đâu ạ? Đến những người, đến 65% cánh tay của trường chúng ta nãy đó là những người chưa biết bơi, được chưa? Và nhóm thứ ba nữa là ai ạ? Là người già, người lớn tuổi, sức khỏe yếu. Và nhóm cuối cùng mới là nhóm biết bơi. Như vậy, để phòng tránh được đuối nước, điều đầu tiên chúng ta cần làm là gì? Điều đầu tiên cần làm là gì các bạn? Mình biết bơi đã, đúng không? Điều đầu tiên là chúng ta phải biết bơi. Mà muốn biết bơi thì sao? Phải tự trang bị kiến thức bơi, phải tự tập. Cho nên để phòng tránh tốt nhất việc tránh việc dẫn đến là đuối nước thì chúng ta phải trang bị kỹ năng bơi đầu tiên. Thấy chưa? Khi chúng ta có kỹ năng bơi thì chúng ta sẽ phòng tránh, trước mắt phòng tránh cho bản thân. Được chưa? Rồi, sau đó thì chúng ta cần làm gì nữa ạ? Sau đó cần làm gì? Cần có cái buổi giống như ngày hôm nay nè. Chúng ta trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước. Như vậy thì trong kỹ năng phòng tránh đuối nước là có những gì? Có như vậy các bạn. Rồi, thứ nhất là chúng ta phải biết cách phân biệt được trường hợp nào là đuối nước cần cứu, trường hợp nào và chúng ta phải giải cứu như thế nào. Đúng chưa? Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề thứ nhất. Khi các bạn gặp người bị đuối nước, điều đầu tiên các bạn làm là gì? Làm gì? Đây, mời bạn lớp 11A4, thầy nghe rất là gần. Điều đầu tiên làm gì? Dạ thầy là... Rồi sau đó thì làm sao? Dạ, dạ thầy là sau đó là kiếm những vật xung quanh như là cành cây hoặc là tiền bè đó để mình ra mình chờ người ta đuối xong mình cắm người ta lên. À. Rồi, cảm ơn bạn, thì bạn cũng có cái kiến thức cơ bản. Tức là gì? Bạn nói rằng đầu tiên khi thấy người đuối nước, các bạn cần làm gì? Hô hoáng lên, cháu có la làng nha. Hô hoáng lên để làm gì các em? Để có nhiều người đến cùng hỗ trợ thì khả năng mình cứu đuối thành công cao hơn, đúng chưa? Hô hoáng lên để nhiều người đến cùng giải cứu. Rồi trong khi chờ những người đến thì chúng ta là người gần nhất nạn nhân, thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Giống như bạn cũng đã trao đổi là chúng ta sẽ tìm các cái vật nổi xung quanh đó có thể nổi được. Chẳng hạn như là ở quê mình là đồng bằng sông Cửu Long thì có nhiều cái gì các bạn? Trái dừa khô, phải không? Có nhiều trái dừa khô, mình lụm trái dừa khô thảy xuống cho người ta vịn trái dừa khô thì người ta cũng có thể nổi được trên nước trong khi chờ đợi. Rồi cái thứ hai là gì? Có các cái cành cây xung quanh đó thì sao? Mình nhặt cành cây, mình đưa cho người ta nắm cành cây, mình lôi vào. Rồi bạn cũng có trao đổi đó là gì? Mình nếu có thù xuồng ghe kế bên thì sao? Mình đẩy xuồng ghe ra cho người bị đuối, người ta bám vào đó trong khi chờ đợi người đến cứu. Hoàn toàn rồi, các bạn có kiến thức đó, đúng không ạ? Thì đó là cách giải cứu khôn ngoan nha. Đừng làm anh hùng gươm, đặc biệt là các bạn nam ha, thể hiện thấy có người bị đuối nước kêu cứu, ôi biết bơi nhảy xuống, bị người đuối nước ôm, rồi dẫn đến là gì ạ? Cả người cứu và người bị đuối làm mồi cho nước, đúng chưa? Đó là cái xử lý chưa đúng cách. Đấy nha, đó là cách cứu đuối. Thì trong cứu đuối người ta chia ra làm hai nhóm. Một nhóm là cứu đuối trực tiếp và một nhóm là cứu đuối gián tiếp. Nhóm cứu đuối mà bạn lớp 11A4 vừa trao đổi đó là nhóm cứu đuối gián tiếp.
ha. Rồi nhóm cứu đuối trực tiếp là gì? Là dành cho những người có kỹ năng bơi giỏi và những người có kiến thức về phòng tránh đuối nước. Cứu đuối là nhóm thứ hai, là cứu đuối, gọi là cứu đuối trực tiếp, là dành cho những người biết cứu đuối. Rồi bây giờ đối với các bạn, nếu như chúng ta là người bơi giỏi, biết bơi, mình muốn giải cứu cho bạn mình, muốn giải cứu cho người bị cứu, bị đuối, thì chúng ta cũng phải biết cách cứu đuối như thế nào là đúng. Được chưa? Hồi nãy bạn lớp 11 A4, bạn có một ý, bạn nói là đợi cho nó đuối thì hả cứu, đúng không? Nãy có ý này đúng không ạ? À, đợi cho đuối thì hả cứu, thì đây cũng là một cách. Mặc dù là chúng ta nghe nói thì chúng ta thấy nó hơi có gì đó, nó hơi tàn nhẫn quá, đúng không ạ? Nhưng mà tàn nhẫn như thế thì mình sẽ cứu được bạn mình, tránh được cho mình rủi ro. Bởi vì cái người mà các bạn biết, cái người mà khi rơi xuống nước là gì các bạn? Họ rất là chới với, họ rất là hoảng sợ. Và khi nếu chúng ta tiếp xúc với người bị đuối trong trường hợp này, người ta còn khỏe, thì dẫn đến cái gì các bạn? Người ta sẽ đeo bám mình, sẽ đeo bám mình. Và nếu như chúng ta không có kỹ năng, một số kỹ năng cơ bản để gỡ cái các cái đeo bám này, thì dẫn đến là chúng ta và người đuối đang bị đuối nước cũng sẽ nguy cơ, đúng không ạ? Do đó thầy trang bị kiến thức cho các em thêm là gì? Nếu các bạn là người biết bơi thì hãy chọn cách phù hợp để cứu đuối. Đầu tiên là hô hoán, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp xúc với người bị đuối bằng cách thường là chúng ta tiếp xúc từ phía sau. Nghe bạn lưu ý nha, tiếp xúc từ phía sau. Và khi tiếp xúc thì các bạn cần phải có một cái động thái là chấn chỉnh tâm lý cho người đang bị đuối nước, đúng không ạ? Họ đang chơi với, họ đang rất là sợ, hoảng sợ, thì bây giờ mình sẽ bằng cách gì? Động viên. Đã giữ được bạn rồi, bạn cứ thả lỏng ra, tôi sẽ cứu bạn, bạn yên tâm, mình động viên thôi chứ. Thôi hoặc giả là bây giờ như trường hợp của lớp 11 A4 thì đợi đuối, mình không nhẫn tâm đi, bây giờ mình muốn cứu bạn lẹ hơn cơ, thì các bạn có cách nào nữa không ạ? Có cách nào nữa không? Có cách nào nữa không các bạn? Một cách, đây cũng là một cách thường mà các người cứu đuối giỏi người ta làm, là gì ạ? Đánh cho người bị đuối ngất xỉu. Nghe nghe thấy ác quá không ạ? Nhưng ác đó chúng ta cứu được bạn, làm giảm khả năng đeo bám của người bị đuối, giảm sức đeo bám của người bị đuối, rồi sau đó chúng ta tiến hành dìu người bị đuối vào bờ, thì đây là một trong những cách an toàn đối với cứu đuối trực tiếp.